con chưa biết chữ đâu. Ông các bà này, các bác các cô các chú biết được không? Con tên là gì? Con tên là Ngọc Trâm. Con năm mấy tuổi? Con bố nào mẹ nào nhỉ? Bố ăn với mẹ luôn. À bố ăn mẹ luôn. Con đang học lớp mấy? Con đang mẫu giáo. Mẫu giáo. À, mẫu giáo ai dạy con hát và hát hay thế? Cô giáo. Cô giáo. Cô giáo con tên là gì nhỉ? Con tên là Ngọc Trâm. Cô giáo con, cô giáo con. Cô giáo con. Đây là cô Hoa và cô Liên. Hoa cô Liên hôm nào cho bác lên lớp để học cùng với con nhá. Thật hay như con nhá. Rồi đây là một phần quà chủ ở ban tổ chức dành cho con. Ôi sướng thế. Ôi giời ơi. Xin một tràng pháo tay thật lớn để động viên cháu tiết mục đầu tiên rất hay ạ. Và có rất nhiều phần quà trong buổi tối ngày hôm nay. Thì gặp lại con vào một tiết mục sau nhá. Rồi, tí con hát. Rồi con về chỗ và tiếp tục